Đây nè, qua ghế kia ngồi, qua ghế kia ngồi cho ba. Con cái qua cái ghế đó con ngồi cho ba, mau lên. Mau lên. Ừ, qua cái ghế đó ngồi. Ừ. Đó, ngồi đó đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống để ba. Để ba ngồi đây ba tập hầu con dễ hơn. Ngon ba la, ngon không? Đâu, đây quay coi coi ba coi cái tóc của Bella coi. Bella, Bella có quên Jessie chưa? Có nhớ Jesse không? Dân hả? Ok. Đây là ngon không? Đây là ngon không con? Đây là thích không? Jessie hỏi kìa. Jessie hỏi Bella quên Jessie rồi hả? Ok. Ngon không?
tóc Bella đỏ đẹp quá ha. Ăn ngon không? Thôi cầm mút em thì đừng có lấy muỗng ăn nữa, lấy muỗng ăn không có ngon, cầm nó là cắn luôn á. Hả, đúng rồi đó, cầm nó cắn. Anh không có biết ba là gì nữa ha. Mấy anh có không biết ba là gì, hỏi gì cũng không nói chuyện hết ha. Bella, Jesse nhớ Bella lắm. Cuối tuần không có ai chơi với Jesse hết. Thôi, thổi một mình à. Thì Jesse nói vậy đó, Jesse nhớ con lắm. Con nói con có nhớ Jesse không? Con nói đi, nếu mà con nói đi, nói con nhớ Jesse lắm. Jesse đâu có thể quay được đâu. Tại Jesse không quay được hả? Tại sao ba giận? Lấy giấy chùi cho con kìa. Phải là ba đang quay clip không? Không, ba hỏi đang nói chuyện với Jesse thôi. Đi đâu? Dạ. Mẹ nói đi vòng vòng cái tự nhiên giờ đi về hả? Đi. Mình đậu xe đâu ta? Đó, đi thẳng ra đây là tới rồi nào. Đi. Đi đi đi. Về. Mấy giờ rồi bố? Mấy nữa. Mặc áo vô này. Cái này mặc áo vô không nè con, mặc áo rồi đi về. Cầm giùm đi ha. Ăn nhiều kem quá con. Ngon rồi, cái nỗi điếc rồi. Chắc mẹ phải mua cái chùm này để ra giống Bella cho đẹp quá. Mẹ bắt chước Bella là không được đâu nghe. Nếu vậy không có còn original nữa. Không có còn được không? Con cho họ đi mua, đi chặt một cái liền. Chặt một cái liền. Găng tay của con đâu mà găng tay vô? Găng tay con mày chết thực chất rồi. Người nói của con đâu, có nói không? Này Bella có ăn nữa không? Không ăn nữa vứt đi nha. Đó. Ăn này ho dữ lắm luôn. Thôi ăn gớm quá. Em cầm một cái đó đi. Đi. Về.
Chị về ăn phở. Phở đâu mà có? Phở nào? Em tưởng ở nhà còn một tô phở chứ. Còn không? Em qua mua cái hai tô phở, nhớ không? Ăn mất một tô phở, anh ăn một tô, còn một tô. Được không?